Em có làm sao không em? Để anh đưa em đi cấp cứu nhá. Không không, không phải đưa đi cấp cứu. Em với con không sao, em nghỉ một lát là được mà. Đi lại là mua cái gì? Mày biết mình phải làm gì không? À, mày đạp bóng vào người con trai thôi, mày tính chết à? Con trai rồi đấy. Mày. Thôi kệ đi, em không sao đâu. Thằng này nó vừa làm em với con hoảng. Bây giờ em muốn về nhà nghỉ ngơi. Em lại đánh cho thằng này một trận. Nó dám động đến con trai anh à? Thôi, thằng đần này anh đánh nó làm gì? Đánh chỉ bẩn tay thôi. Sách việc. Tao hỏi mày, mày bị đần à? À, đầu óc mình không bình thường à? Nếu đầu óc không bình thường ấy thì sau ở nhà đi, đừng ra đường làm hại người khác nữa, nghe chưa? Bóng, biến về nhà mày đi. Bóng, mua, bóng. Bóng, bóng, mảnh mảnh cái gì? Điền. Đi về đi. Đừng để tao nhìn thấy mặt mày đấy. Xong em. Bóng, mua, bóng, mua, bóng. Nào, từ từ, cẩn thận, cẩn thận. Cứ cẩn thận thôi. Ôi dồi, em thấy trong người thế nào rồi? Thực sự là không cần đi viện chứ hả? Chứ hôm nay quả bóng nó bay nhanh quá. Lúc anh quay lại nhìn đã thấy em ngồi sụp xuống đất rồi. Lúc đó em hoảng loạn lắm. Nhưng mà bản năng của một người mẹ là ngồi xuống để bảo vệ con mà. Em đúng là người mẹ tuyệt vời mà. Nào, con trai của bố, nói nghe xem có ổn không nào. À, con lúc đó cũng hoảng loạn lắm. Nhưng bây giờ đã đạp mạnh rồi. Cho anh nghe đi. Thôi, không được đâu. Anh đừng có chạm vào con. Sẽ không được rồi. Thì em nói rồi, em đi xem thầy. Thầy bảo mệnh anh với mệnh con không hợp nhau giai đoạn đầu thai kỳ. Anh không được tiếp xúc gần con. Sau này em sinh con ra khỏe mạnh, tha hồ mà cưng nựng. Cũng được. Ê, con trai của bố đợi bố nhá. Man nhá. Vợ anh vợ đi à? Kệ. Anh nghe đi, xem vợ anh nói gì. Alo, sao đấy? Chồng à, hôm nay em với cả anh có hẹn với bác sĩ hiếm muộn đấy. Anh không về để đi à? Thôi, để hôm khác nhá, hôm nay anh bận rồi. Thôi nhá. Đấy. Lại là cái chuyện gặp bác sĩ hiếm muộn. Cô ta cứ suốt ngày đòi anh đi phòng khám này, phòng khám nọ. Mà anh việc gì anh phải khám, hả? Thân trai ngời ngời này, động phát rồi có bầu nhá. Có loại cáu điếc như cô ta em chả làm được trò trống gì. Vợ anh mà biết anh có con riêng bên ngoài, chắc chị ta phát điên lên mất. Phải chịu rồi, bắt buộc rồi. Cô ta có mang thai được đâu, cáu điếc mà. Mà muộn rồi, anh không về nhà đi à? Không, hôm nay anh ở lại để anh chăm sóc hai mẹ con chứ. Chứ hai mẹ con hôm nay gặp cú sốc tinh thần lớn thế mà. Thôi, anh về đi. Không, vợ anh gọi điện cháy máy, em mệt lắm. Anh sợ gì cô ta? Anh chả thèm quan tâm. Không cần quan tâm cô ta luôn. Thứ anh quan tâm chỉ là em thôi. Em giỏi thật đấy. Động phát là dính luôn. Đã thế còn là dòng vàng nữa chứ. Thôi, tốt nhất anh đi về đi. Đừng để con vợ anh nó nghi ngờ gì. Thôi được rồi. Thì anh đi về nhá. Hai mẹ con ở lại nhá. Này, bố đi về đây. Con trai bố ơi nhá. Hôm sau bố con mình gặp nhau. Anh về nhá. Chết đi được. Phải giả bầu đến bao giờ nữa đây? Nếu không phải vì khối tài sản kếch xù của nhà anh thì tôi chẳng phải mất công như thế này. Alo chị à, cái mối mang bầu giúp em thế nào rồi? Sắp đến ngày sinh chưa? Cũng sắp rồi em ơi, tầm một tháng nữa. Em bảo rồi đấy, phải sắp xếp cho em với cô ta chung một bệnh viện. Khi cô ta sinh con xong phải mang ngay sang phòng của em. Đừng để ai phát hiện ra nhá. Em yên tâm, đường dây của chị chuyên nghiệp rồi. Không phải lo, em chỉ cần thư thái vác cái bụng bầu giả vào viện, giả vờ nằm thôi. Ok. Sao mày lại ở đây? Trang ơi! Cái gì đây? À, cái gì đây? Anh về rồi à? Có cái gì đâu mà anh căng thẳng thế. Để em giới thiệu.
đây là Nam, em họ của em ở dưới quê. Nam sẽ lên đây ở ít hôm với cả vợ chồng mình. Nam từ nhỏ đã có vấn đề về trí não rồi, lúc nào cũng lơ mơ, như kiểu đứa trẻ lên ba ấy, không biết cái gì đâu. Mãi cô chú em dưới quê mới tích góp được một ít tiền để gửi Nam lên thành phố chữa bệnh. Vậy nên là Nam sẽ ở đây với vợ chồng mình một ít hôm anh nhá. Gửi á? Hóa ra là em đưa thằng thần kinh này về nhà đấy à? Rồi, sao lại đưa thằng điên này về nhà? Em có biết nó đã gây ra cái tội gì không? Anh nói thế là thế nào? Anh gặp Nam rồi à? Rồi, nói chung là như thế này nhá. Anh không cần biết là gặp hay chưa, nhưng mà tự nhiên em đưa cái thằng này về nhà, em không hỏi ý kiến của anh. Nó là em họ của em, nhưng mà ít nhất ra em cần phải nói với anh một câu: anh có còn là chồng em không đấy? À, tại sao anh lại trách em? Trong khi em hẹn anh gọi anh về để gặp bác sĩ, em muốn chưa kịp nói thì anh đã tắt máy rồi. Chưa kể em biết đây là nhà chung của cả hai, em đã nhắn tin cho anh rồi, báo cáo với anh rằng Nam sẽ ở đây với vợ chồng mình. Đấy là do anh không đọc tin nhắn đấy chứ, tại sao anh lại trách em à? Này, này chả treo gớm nhờ. Mọi hôm bình thường có chả treo thế đâu, sao này chả treo thế? Anh bình tĩnh lại đi, không cần thiết phải căng thẳng như thế. Nam cũng chỉ ở đây với vợ chồng mình mấy hôm thôi. Cô chú em xong việc sẽ lên đón Nam về. Và lại ở dưới quê, bố mẹ Nam giúp đỡ bố mẹ em rất là nhiều. Vậy nên em nghĩ là em đón Nam về đây ở, đấy là điều cần thiết anh ạ. Cái thằng này trông nó cũng sang lắm. Có bệnh thật không nhỉ? Hay là nó giả vờ? Gấu! Trả gấu đây! Gấu cái gì? À, mày bị điên thật không? Mày có nhận ra tao không? Trả gấu đây! Hóa ra là nó bệnh thật. May là nó tâm thần, nó không nhớ đến mình. Bực thế không biết nữa. Có chuyện gì thế anh? Thì em có nhớ cái thằng dở dở ưng ương hôm trước mình gặp công viên không? Thì đấy, nó đang ở nhà anh. Nó buồn cười sao ấy, nó lại là còn em họ của vợ anh nữa. Thế mới bực. Thôi chết, có khi nào nó biết chuyện mình giả bầu không? Nó còn nói với vợ anh thì chết. Giờ làm thế nào nhỉ? Mà thôi, em không phải lo đâu. Anh nghĩ đầu óc của nó thần kinh, nó chả làm được gì không ạ? Nhưng mà tại sao nó lại đến ở nhà anh? Chẳng là ông bà già nó gửi nó lên đây để đi chữa bệnh. Đầu óc nó không bình thường. Thần kinh à? Ừ. Thế anh có nghĩ nó thần kinh thật hay nó giả bộ đấy? Anh nghĩ là thật. Với cái chuyện hôm trước mình gặp ở công viên, với cả anh đã thử với nó. Ăn nha. Này, ăn đi. Alo. Rồi. Tôi ra luôn đấy, nhá. Ngoan lắm. Ăn cho mau lớn nhá. Mau lớn rồi đi chơi với anh nhá. Tiền này. Tiền. Thằng này khốn thế. Biết nhặt cả tiền cơ. Thật là đông bạn. Cho em mua kẹo mút nhé. Ngoan. Vậy thì em yên tâm rồi. Mà thôi kệ nó đi. Anh bực tức làm gì? Sao lại không bực được? Bực ở đây ấy là anh bực không biết phải ở với chúng nó đến bao giờ.
Một đứa thì cau điếc, còn một đứa thì thần kinh dở dở hơ ngương ấy. Đã thế suốt ngày vợ anh còn bắt đi xét nghiệm IVF cái gì, khó chịu lắm. Thôi anh ráng đợi đi, một tháng nữa là mình sinh bé rồi. Thì anh đợi mà. Anh mà không vì con ấy thì anh đã công khai em từ lâu rồi. Muốn con trai anh yên ổn thôi. Có chuyện gì thế này? Đây là Trinh, bạn gái tôi. Hóa ra là hai người lật bài ngửa rồi à? Ra là cô biết hết rồi à? Tôi biết anh có bồ nhí bên ngoài từ rất lâu rồi. Anh không thấy là dạo gần đây tôi còn chẳng đoái hoài đến việc làm IVF nữa à? Biết được thì càng tốt, tôi đỡ phải giải thích nhiều. Nói thẳng luôn nhá, Trinh đang mang bầu con trai của tôi và sắp đến ngày đẻ. Và tôi đưa cô ấy qua nhà để tiện chăm sóc. Anh bị điên à? Anh nghĩ là tôi và cô ta có thể sống chung nhà với nhau à? Cô không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận. Ai bảo cô không sinh con được cho anh Lâm? Đồ vô dụng. Cặp mèo mả gà đồng này, đã cặp bồ mà làm còn vênh vênh vào báo, cứ như đi giải cứu thế giới nhỉ? Ôi kìa. Mày hết điên rồi à? Anh Dề, tôi có điên bao giờ đâu. Đúng. Tôi với cả Nam diễn vở kịch này ra chỉ để xem bộ mặt thật của cô bồ yêu quý của anh mà thôi. Cái gì? Là như thế nào? Ôi, anh Lâm ơi, em đau bụng quá. Anh đưa em đi kiểm tra được không? Hành rồi. Các người, Trinh và con trai tôi có mệnh hệ gì? Các người không xong với tôi đâu. Trong cái bộ dạng anh lo lắng cho cô ta, thú vị thật đấy. Thế nhưng mà trông nó ngu xuẩn lắm. Anh nghĩ là cái thai đó là thật à? Cô nói sao? Một người không thể có con như anh thì anh nghĩ xem cái thai đấy có thật hay không. Ê Si, wow. Mà chị nhá, chị nói chị ra bến xe đón em ấy, mà em gọi mãi chị trả ra. May em nhớ địa chỉ nhà hay không, đứng đấy có mà tòi. Ôi, chị bị làm sao đấy ạ? Anh Lâm nhà chị có bồ. Và đặc biệt hơn nữa là anh ấy có con với cả cô ta nữa. Anh nhà chị cặp bồ, có cả con nữa. Chị không biết phải làm như thế nào. Chị thấy được tờ giấy siêu âm này ở trong cặp tác của anh ấy. Nhưng mà vấn đề ở chỗ rằng vợ chồng chị hiếm muộn cũng chạy chữa bao nhiêu lâu nay rồi. Đi khám thì bác sĩ có nói với chị là anh ấy bụng vô sinh, nhưng mà chị không tin. Chị cũng chẳng dám nói với anh ý. Chị sợ anh ý mặc cảm. Và chị cũng mong rằng sẽ có một phép màu nào đó xảy ra với vợ chồng chị. Nhưng chị không biết cái thai này là thật hay giả. Là sao ạ? Có nghĩa là nếu như anh Lâm bị vô sinh thật thì cái thai này là giả. Còn nếu như cô ta có thai thật thì đứa bé này không phải con của anh Lâm. Tức là cái thai này là giả hả chị? Chị không biết nữa. Nhưng mà Nam này. Dạ. Em giúp chị được không? Giúp chị thu thập tất cả những bằng chứng của anh ta ngoại tình. Còn chị sẽ điều tra xem cái thai này là thật hay giả. Vâng, em sẽ giúp chị. Nhưng mà bây giờ chị tính thế nào ạ? Chị sẽ điều tra cô ta. Chị sẽ khiến cho anh ta mất hết tất cả. Anh ta sẽ không được hưởng bất cứ một tài sản nào hết và phải ra tay trắng.
Chị thay đồ xong thì vào phòng nội soi luôn nhá. Em làm nhanh cho chị nhá. Người yêu chị đang đợi ngoài. Mà dạo này có vẻ như chị bị đau dạ dày lại hay sao ấy. Cái thai là giả. Cô ta không hề mang thai. Hai người dám cắm sừng chị tôi. Được. Tôi sẽ cho hai người một bố được. Sở dĩ tôi và Nam không lật bài ngửa cả hai là vì tôi cần có thời gian và bằng chứng tước đi cái quyền được hưởng tài sản của anh. Ý cô là sao? Ý tôi là từ nhà cửa, xe cộ và cổ phiếu tất tần tật đã đứng tên tôi. Và anh sẽ phải ra đi tay trắng, không được hưởng một xu. Anh nghe rõ chưa? Không phải là sự thật đúng không em? Đây là con trai anh mà. Em không nói dối anh chứ? Con trai anh đúng không? Còn vậy, còn vậy. Con trai tôi đây à? Con trai tôi đây à? Đến giờ phút này thì tôi cũng không phải giả vờ nữa. Lần nào anh cũng là một thằng nghèo kiết xác. Nói cho anh biết, 9 tháng tôi mang bầu là chỉ vì cái khối tài sản cách xù của anh thôi. Thế anh nghĩ tôi yêu anh thật lòng và muốn sinh con cho anh à? Này, tôi bảo thật, sau đây mà ly hôn với tôi ấy, mà nếu có muốn lấy vợ mới thì tốt nhất là anh nên đi nhận con nuôi. Đây chính là kết quả xét nghiệm vô sinh của anh. Đơn ly hôn tôi đã gửi lên tòa rồi. Luật sư của tôi sẽ làm việc với anh. Còn bây giờ, mời anh bước chân ra khỏi nhà tôi. Đây chắc là quả báo mà ông trời muốn tặng cho anh ấy anh nhỉ?